Chào các bạn nha, hôm nay Phong có sống cà phê. Chào các bạn nha, mình hôm nay mình sẽ xuống mình review cái bo bo của mình đó các bạn. Mình sẽ mở mình sửa cái truyền dịch cho các bạn xem nha. Hôm nay mình chờ thợ xuống để mở cái truyền dịch này ra để sửa đó, nhưng mà thợ lâu quá, hôm nay mình tự xuống mình stream luôn ha các bạn. Mình xuống mình sửa là các bạn cùng rồi giỏi nha. Đây mình đây ha. Rồi chuẩn bị nha các bạn nha. Chuẩn bị cho cái cuộc hành trình sửa cận cảnh sửa mở chuyên dịch cano nha các bạn nha. Các bạn xem nha. Rồi để cho nào các bạn xem nha. Đây thì đây không thấy nữa ta. Thấy không ta? Thấy không? Đó vậy thấy nè, cái hồ vậy thấy nè. Trong cái này mình sẽ mời các bạn vô đó nha các bạn nha. Mời vô xem nha. Mình xuống mình lên mọi người xuống mình để mình mở ra mình sửa nha các bạn. Mình ở trên bờ mà mình mua cano thì mình hơi thất bại nha các bạn nha. Rồi mời các bạn cùng xem nha, mình xuống sửa nha. Mình phải mượn chiếc xuồng của thằng em, cái thằng cháu kế bên. Trong mình ngồi mở cái ra. Nó lượm được cái chốt rồi cho mày ha, lượm được cái chốt đó rồi. Đóng một người xuống luôn nha.
ốc này nó rớt cái chấm xong rồi xong luôn, nó ốc này mà rớt xuống là xong luôn á. Trái luôn cái phốt rồi. Chết có luôn. Chết luôn cái phốt luôn. Thank you.
cái tiền dịch giờ tới mộ là 2.8 này nhưng các bạn chứ không rẻ đâu. Chắc chạy cũng thời gian ngắn rồi nó sẽ bị là cô chú ạ, mình để cho cô mình qua đây mình tán nước cho.
mình cá nước xong rồi qua đây mình làm lợp tiếp nữa. Rồi hết nha. Con bo nó bị tua cái gì nè. Giờ mình không chờ đi sao đây. Xuống luôn. Thank you.
cua như thế nào đây. Cái cano nó bị hư rồi mấy bác ơi. Hư rồi cho nên giờ em phải tự sửa coi có được không đây nè. Giờ nó còn giải đóng xăng này nè. Nắng rất là mục. Ở trên bờ không bao giờ cứ xong á, nó hơi khó khăn. Thank you.
rồi, mời cả nhà cùng mình đi nha. Thử nha. Thử nha các bạn nha. Còn đây sợi dây nữa. Còn đây sợi dây nha các bạn, để mình lấy sợi dây nữa nè. Rồi, mời bạn cùng theo mình nha. Đứng ra đi. Rồi, mình thử nha các bạn. Để chạy găng tay các bạn. Các bạn thấy mình đang chạy nha. Thôi chạy găng tay thôi, chứ chạy nhanh chắc không được rồi. Nghi ngờ quá. Nghi ngờ quá. Mình thử chạy nhanh nữa nha. Mình đi chạy nhanh được các bạn ơi. Nó không được rồi, nó chỉ dạy găng thi thôi, vậy là mình gắn không được rồi. Cái lòng bè của người ta nhậu đây. Mình chỉ từ từ rồi, giờ lên cái không được rồi, mình nhanh quá nó suốt rồi giờ. Thôi giờ mình quên lại cho chắc ăn rồi, rồi lại đi nha. Không được rồi. Lên ra không được thì tôi rồi, rồi rồi. Lên ra không được rồi các bạn ơi. Giờ sửa thì nãy giờ sửa cho vui thôi chứ chạy cũng không được. Giờ chạy găng ti vòng vòng cho nó đuôi đai máy thôi chứ chạy hết được rồi. Các bạn nha, sẽ hết được các bạn ơi, nó chỉ đu đây thôi, mình cái chân vịt mình nó bị co suốt rồi đó. Máy thì ok lắm nhưng mà chân vịt nó bị suốt rồi. Mình chạy găng tay chạy nhẹ cho phim các bạn xem thôi. Đó. Chiếc cano này của mình 7 chỗ nha. Còn mình cho không bị